Dạ Lan Thang Sài Gòn xin nghe kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, thì tối hôm nay tôi tiếp tục quay lại câu chuyện của các ngoại và các cô ở trong suốt khoảng thời gian vừa qua lên cộng đồng mạng để mà tuyến vợ tuyến chồng. Một trong những cái trò mà xin thưa quý bà con á, hiện bây giờ tôi cảm thấy rằng họ rất xem nhẹ cái vấn đề mà hạnh phúc lứa đôi. Ngày hôm qua là chúng ta cũng đã chứng kiến cái cảnh của là một ông cụ mà cái đầu óc hình như là không được minh mẫn, mang một lô vàng giá là cái như là lên để mà kết nối tình duyên và cái như là tổ chức cái như là khoe tài sản. Và hôm nay là chứng kiến thêm một cô mà ẵm con cái như là 43 tuổi, cô này là 43 tuổi ẵm thêm một đứa con lên cái như cũng tiễn chồng. Mà tiếng chồng có những cái gọi là gấp gãy bây giờ là em cần lắm rồi, em tới lắm rồi, đúng không? Tiếng bất chấp quý vị, nó đã lên không gian mạng, nó thật sự nó có tới thì cũng từ từ, tới gì mà đâu bây giờ, thật sự mà không có một cái gì mà để mà kìm hãm lại được hay sao? Đấy, nó có tới thì cũng từ từ, giữ lại bớt cái nết, có nghĩa là mình phải sống là cái như là đừng có theo cái bản năng. Sống mà theo bản năng quá rồi lên cộng đồng mạng rồi cái như là banh càng ra quá là người ta nghe xem người ta cười cho không biết là cái như là cái bậc cái như là phụ huynh toàn hay không. Nói thật sự quý vị, nếu mà bậc phụ huynh toàn đấy thì họ nhìn họ cũng là lắc đầu, trời ơi, con gái của mình bây giờ nó tới cỡ ri mà cái như là nó sống phần con nhiều hơn phần người sao ta, cũng phải giữ lại, ít ra cũng phải giữ lại một cái nết na của một người đàn bà chứ. Chứ đâu phải là có chồng có con rồi cái những cái mà cái giá trị người phụ nữ nó không còn quá vậy. Đấy, mà lên cả cái cộng đồng mạng đó một con sâu phá rầu nồi canh, hết cô này cô nọ cô kia. Mà tôi nói với bà con, có nhiều bà con đó họ đã điện thoại về cho tôi mà họ khóc khóc tiếng mắng luôn, khóc không thành tiếng luôn quý vị. Họ nói chết rồi, Lang Thang Sài Gòn, tôi hỏi cái vụ gì, nói không biết là cái mùa Covid vừa qua đấy là cái như là chắc là đàn ông kể như là mất hết hay sao đó, mà bây giờ đàn bà mà cứ lên rậm ra rậm rịch mà kể như là tìm, mà nói thật sự tìm xong rồi không có thời gian tìm hiểu, tìm xong rồi cái rậm ra rậm rịch rồi thử qua thử lại rồi không được, rồi lên cộng đồng mạng mà ấu chế chửi với nhau làm cho một trong những cái trò mà để cho con cháu nó phải cười. Tôi đối với con, cái số vàng hôm qua của cái cụ mà lên khoe vàng gọi là ông trùm mà kinh doanh trong cái mảng mà gọi là cho vay nặng lãi, một trong những cái thì bà con cũng đã từng thấy là cái nhân vật là Phúc XO ngày xưa đúng không? Vàng là xem như là đeo đỏ người, vàng mà đeo cả ký luôn đó. Mà cuối cùng sao? Cuối cùng toàn vàng giả. Thì tôi nói ông này nó thật sự cỡ ông này là chưa đỉnh đâu quý vị. Nếu mà đã chơi cái vàng đó đó, chơi vàng đó phải ra ngoài chợ đó ta mua bằng thúng, rồi ta vô ta quay phim, ta lấy cái loan ta đâm, lấy cái loan và đâm nhẫn phải đâm bằng loan, cái đâm chi nó thật sự có mấy cái cọng mà leo phèo lẹp phẹt. Bà con thấy cái vấn đề ở đây nè, nói thật sự quý bà con, chắc là bà con xem cái clip đó cũng là hết cái clip đúng không ạ? Bà con thấy cảnh, ta thấy cảnh mà ông ra bắt đầu là ổng với con ổng đứng cái con ở đây là nghe những kênh tất này gọi ngang, chứ còn thật sự con hay không là mình không biết, đứng mà cái như là ổng để hai cái ba lô không đấy, đứng mà để hai ba lô bên cạnh đấy. Cái sách đồ mà giống như là cây băng đó, ổng đứng cầm cái điện thoại hình như là đặt ráp hay sao đó, đặt rồi bấm, ông nói là có tài xế riêng, có xe riêng. Tôi nói quý bà con, cái tài xế riêng xe riêng mách âm mách cha gì cái sách đồ đấy, áo quần thì hành lý mang theo, ta giục cho cốp xe ta để mách chi mà phải mang đi lẩm khẩm lỡ khở vậy. Tôi nói là giấu đầu lòi đuôi trơn trọi quá vậy. Đi mà mang một lần 10 cái vàng đi, mà nói thật sự ra mà có xe riêng mà không bỏ cái không bỏ cái như là cái những cái túi hành lý đó vô trong xe mà xách đi đâu cho nó mệt vậy. Vậy mà còn ra còn cái như là kha na khấm nấm, lớn rầu đã lớn rầu đừng bao giờ để trở thành một con rối cho những kênh YouTube này cái như là nó kiếm ăn. Thật sự quý vị, một trong những hình ảnh mình cảm thấy là cái như là xót dạ, vì những người này cũng đáng tuổi, thật sự cũng đáng tuổi cha tuổi chú mình, nhưng mà thấy họ có những cái hành động, có những hành vi đó mà mình thấy cảm thấy xấu hổ thay.
có muốn cây chi thì nó cũng phát cái từ từ. À, một cái trái cây thì từ từ nó chín rồi ăn mới ngon. Tự nhiên bây giờ là cái như là tới quá rồi đó, à, muốn là ăn gọi là cái như là ăn ép, à, cứ lên đó miễn sao có cái bỏ vô mồm no được rồi. À, đói quá rồi quý vị, có nghĩa mấy người đây đang đối tình quá rồi. Bây giờ miễn sao đó, à, lên lạc miễn có người là để cái như là họ giao lưu là ok, cho họ không cần phân biệt, à, là cái vấn đề giao lưu đó như thế nào, hậu quả ra sao. À, và tất cả chúng ta thấy ở đây có một điểm chung đó, có một điểm chung của những cụ này, lên khoe của, lên khoe tài sản, khoe đất khoe đai, cuối cùng chẳng có con mẹ trên rồi, à, trên răng dưới hai việc bi. À, rồi mấy bà là gì, à, mấy bà lên cũng là rậm rà rậm rịt, rồi lên là đi nói xấu chồng, nói xấu chồng chồng cũ đó. Có bà mà nó thật sự quý con trời ơi, lên mà nhắc tới chồng cũ đó, là nước mắt là rậm rà rậm rịt đó là chảy. Mà tôi nói là nó cũng may nha quý bà con, nó chỉ là chảy nước mắt không, cho nó chảy cái nước khác là tôi nghĩ là cái như cũng ô uế cả một cuộc, đúng không? Cái việc gì phải khác, cái việc gì mà ngày xưa hai vợ chồng ở với nhau đấy, cũng là có những cái tình cảm mà nó thật sự đã không thành thì kết đôi, đó, mỗi người đi mỗi đường, có vấn đề chi mà phải lên cộng đồng mạng nói xấu, đúng không? Mà nói xấu người chồng của mình thì cái giá trị của mình nó đâu có đẹp hơn tí nào đâu, mà nói xấu trên cộng đồng mạng, lên nói xấu chồng mình với một cái thằng trai già, à, mà muốn là cái như cũng lợi dụng vào cái kết nối tình duyên, à, để mà có cái mưu đồ. Tôi nói quý bà con cái chỗ mà cái cụ mà cụ U74, tức là bà con cũng đã biết rồi, lên là tiếng vợ nghèo, à, thì mấy cô đó quý bà con, thì mấy cô lên là ai cũng là gọi là cái cuộc thi ai là nghèo nhất đấy quý vị, à, giống như vừa qua là cuộc thi ấy. Cuộc thi ai là người nghèo nhất, à, thì đi là lên cái, nhưng bà con thấy không, cô nào cũng than thở, trời ơi em nghèo lắm anh ơi, bây giờ nói thật sự củ cải mà em không còn có nữa, nghèo đến mức mà không còn có tiền để mua nổi củ cải nữa, cho nên giờ em chạy xuống tìm anh đó. À, một trong những ông già 70 tuổi, à, 74 tuổi, mà ông chơi cái trò chơi gọi là cái cuộc thi, mà cuộc thi dành chọn vợ, mà chọn vợ nghèo nhất, cho nên mấy cô cứ lên, mấy cô cứ lên là cả như là tham thân trách phật, em là người nghèo nhất, à, em là người khổ nhất, nhưng em là người biết điều nhất. Nhưng mà nó lỗ đây quý bà con, người biết điều nhất thì không đi nói xấu chồng cũ của mình, đằng này người biết điều nhất mà đi nói xấu chồng cũ của mình là cũng là người nhiều nhất, à, bà con ha, nó có nhiều cái nghịch lý lắm quý vị. Mình xem trong một khoảng thời gian vừa qua, à, là thấy là cả như là cái chủ kênh á, thì thấy nó cũng tào lao hạt me thôi, cho nó chẳng có chính chắn gì. Chủ kênh là xem như là cái như là backup bả gì á, à, cứ miễn ai lên đăng ký là quay thôi, ai lên đăng ký quay thôi, cho nó không cần xác minh, không cần cái vấn đề mà là cái thủ tục mà bước vào trường quay như thế nào, bước vào máy quay như thế nào, à, mà cứ là đưa lên mà quay bất chấp, à, còn khi mà quay rồi đó, à, khi mà lên bắt đầu là muốn cho có một sự tương tác là đôn lên, à, phải là đại gia, còn không đại gia thì phải là ông trần. À, không ông Trùm thì cũng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty nào đó. Chứ còn nếu mà nó thật sự mà bèo bèo là nó không có đưa đâu. Phải đưa lên là cái chủ tịch tập đoàn, à, chủ tịch hội đồng quản trị công ty ABC đó. À, bắt đầu là lên đấy như mà cái ông mà chủ tịch hội đồng quản trị bóng đá rồi đó quý vị. À, tôi nói ông đấy có bò đá, ông cho bóng đá rồi ra. Tất cả mọi cái là toàn là những trò lừa, à, những cái trò bịp mà để lên mà gây một cái sự mà chú ý, gây một cái sự viên não. Mấy cô là cũng đại đa số rằng đó là ở vùng nông thôn, trên cái vấn đề là mấy cô này cũng không hiểu, à, không hiểu là cái vấn đề bây giờ cái môi trường mạng là thế nào, mình quay đó nó có ảnh hưởng ra sao. Có nghĩa là mấy cô này xem như là liên quan đến là chỉ biết coi, không cái thật sự không có biết mà cái mức độ nguy hiểm như thế nào. À, cái thấy người ta quay một cái clip lên đó rồi cái như là, à, lướt qua thấy, à, rồi bấm vô cái kịch coi ở anh này là đại gia tiếng vợ nghèo đúng không, đăng ký liền. Đó, đầu anh này là đeo vàng nhiều đúng không, đăng ký liền. Anh này là bất động sản tắt cò bay thẳng cánh là cũng đăng ký liền. Tôi nói không có thằng cha nào mà nó ngu đến mức mà đất mà cò bay thẳng cánh mà nó phải lên mạng nó tìm một miếng đất xéo bằng bàn tay, đúng không? Đất mà cò bay thẳng cánh đó, là thực sự là những miếng đất đấy là tự nó mò tới, làm gì có chuyện mà phải là lũ cụ lũ khủ lên mạng mà tìm.
Đây là một trong những cái nó thật sự quý bà con, cũng qua những ông YouTube đại gia, cũng qua những ông YouTube mà cả như là người nghèo, cũng qua những ông YouTube. Có nghĩa rằng bây giờ muốn ông này giàu lên là anh để đại gia, mà muốn ông này nghèo xuống là để bằng cô Năm, đúng không? Có nghĩa bây giờ tất cả mọi cái là do YouTube hết á. Nó để cái tựa đề, rồi nó để cái hình thumbnail, tất cả mọi cái, tôi nói quý con đấy có chết hay không, những thông tin như vậy đó. Đấy, rồi lên rồi mấy cô cứ rậm rà rậm rịch, tôi nói bây giờ nó khổ cái. Chẳng lẽ bây giờ ở xã hội này không còn đàn ông và xã hội này không còn đàn bà hay sao mà nó thật sự lên mà tranh thủ dữ vậy? Một ông mà quay quanh cỡ như là không biết bao nhiêu bà. Đây là một trong những cái nó thật sự, một trong những thức phim cái hình ảnh cực kỳ phản cảm, không ai chấp nhận được. Những người mà họ có vẫn còn một cái lòng tự trọng đó quý vị. Nếu mà người phụ nữ mà những cô, những gì những ngày vừa qua mà đi lên mà để mà đứng vô trước cái máy quay mà cho YouTube nó quay mà thấy cái cảnh là bao vây cỡ như là một người đàn ông vậy, thì hỏi cô này không, mấy cô này không biết là còn cái lòng tự trọng hay không. Chứ tôi thấy là cái nhân cách nó rẻ quá. Nhân cách vô cùng rẻ. Có nghĩa rằng tôi nói thật sự, tôi ví dụ nếu như mà cái âm U 74 vừa rồi ông chọn một trong những người trong cái đám đó, thì chắc anh rằng những cô còn lại sẽ cảm thấy là phải xấu hổ tổn thương chứ, đúng không? Mình phải biết rằng mình cũng là một ứng cử viên, là nhảy vô giống đi phỏng vấn công việc đó quý vị, đúng không? Vô đấy là phỏng vấn rồi coi như là sẽ có người đậu có người rớt chứ. Mình chỉ tiêu tuyển cả 2 nhân sự mà bây giờ người ta vô đăng ký tới 10 nhân sự, chắc anh phải có cái vấn đề mà phỏng vấn đó. Phỏng vấn vòng ngoài xong rồi vô phỏng vấn vòng trong đó. Mà mấy cô này cũng vậy thôi, bây giờ nó thật sự mà vô mà ngồi sắp vòng đó để cho một cái ông gọi là già mất nết ông ngồi ông chọn rồi kể như là chưa có vấn đề chi mà tay chân là sờ bó bách qua bách lại, thật sự chẳng giống ai. Một trong những cái cảnh mà cực kỳ phản cảm một trong những cảnh cực kỳ phản cảm vậy. Rồi không biết là kể như là gia đình mấy cô này đều có nhìn thấy hay không. Cho tôi thấy là nói thật sự với con, tôi cũng chẳng phải là người thân người thiết gì của những người này, mà tôi nhìn thấy là tôi thật sự với con tôi quê độ, tôi quê độ. Làm chi mà nói thật sự một ông già, ông đã thở dạ thở hơi lên rồi. Tôi nói riêng cái ông mà cái ông đại gia mà đại già mà cái như là sơn xét đó, một trong những người cũng thở hơi lên không nổi rồi. Vậy mà cũng quay lên cũng là tìm vợ nghèo, cũng nói là cái giọng mà ơn nghĩa. Mà đêm hôm đó quý bà con, là nó thật sự tôi nghe một thông tin của một chị gần nhà chị báo, có nghĩa là từ lúc mà ổng đi kết nối vợ đó, đi mà tuyển vợ đó trên cộng đồng mạng, là bị cộng đồng mạng đứng ra là bạch trần đó, thì xem như là ổng đã thất bại. Bắt đầu là gì à, anh cứ anh quăng bà vợ đêm hôm là xem như là anh dùng bà vợ ảnh là cái bà điệp bây giờ còn đang ở trong nhà đó anh dùng ra để anh luyện tí quyền đó, mà nguyên cả một khu vực đấy mà phải náo loạn đêm hôm đó. Mới đêm hôm gần đây tôi nói may cho cái bà U58 mà rựng mở ở Bình Thuận đó, tôi nói cỡ bà đây vô ông tập tí quyền khoảng là 2 đường thôi gọi là 2 đường thôi, xem như là ra đi thôi đã già rồi. Thì nếu như mình muốn tìm hạnh phúc lứa đôi đó thì ít ra cũng phải có một cái sự nghiêm túc. Nhưng đằng này thấy là giống như là giống mà cái đất mà đất cày để quý vị lâu năm quá nó khô cằn sỏi đá, bây giờ chỉ cần là một cái như là một cái con nước từ đâu nó tới là bắt đầu là nó ngấm hút nhanh gọn lẹ rồi lúc mà nơ nước rồi mới tính được chết đó. Bây giờ là vấn đề sao quý vị, con nó đang khô cằn quá mà cứ nước xả vô là tha hồ hút thâu, xả vô là tha hồ hút thâu, đúng không? Đợi một ngày nào đó rồi bắt đầu nó mới là no nước, no nước là cái như là có vấn đề đó. Cho nên ông bà xưa có một câu gì, cái như là chờ cho nó là no cơm chán chè rồi mới biết cái cảnh. Cho nên mấy cô cẩn thận, mấy cô phải hết sức cẩn thận. Liên cái cô lúc chiều đó, cô lúc chiều mà lên cũng lên cái kênh của là cái băng nhóm của là cái văn phòng. Cái văn phòng kết nối tình duyên lên cũng giới thiệu em là 43 tuổi, bây giờ em tới lắm rồi, bây giờ em muốn chồng lắm rồi, tiến nhanh gọn lẹ đi, chuẩn bị 2 cái bao đồ chuẩn bị là 2 cái vali đồ
Bắt đầu là anh YouTube kia anh hỏi vì sao chị chuẩn bị như vậy. Trời ơi, bây giờ mà ai mà chịu là hút đi luôn. Mà hút là hút cá mẹ lẫn con. Tôi nói kèo đây là hợp với ông U77 quý vị. Ông U77 nó là thương mẹ là bớ con. À, cái trường hợp thằng cu nhỏ đây là đáng được bớ nè. Thì bây giờ ông thương con mẹ là ông bớ con là phải dìa nuôi nó nha ông nậu. Chứ còn bớ nó mà dìa ông thành sạch nó là ông chết á. À, chứ còn bây giờ bà con thấy nghe bà U58 là có một đứa con gái là cũng lớn rồi, cũng học thạc sĩ, cũng ra trường rồi. Anh nói ừ kèo này được. À, bây giờ thương mẹ bớ con, bây giờ anh phải lằn la lăn lơ mới xuống kể như là tại cái là Bình Thuận đã tìm bà Hồng. À, mà bà Hồng khi mà nghe ông U74 bắt đầu là bà thoát. À, nghe U74 bắt đầu giàu hơn, ngày thu 30 triệu bắt đầu là bà thoát. À, anh cũng là hai hàng. Mà đến bây giờ bà con thấy thì ông U cái như là 77 này đâu có được cái gì đâu. Không có được cái con mắm nào luôn đó quý vị. Vậy mà bị cộng đồng mạng chữ sắp mặt. Ông U74 cũng vậy, không được con mắm nào cũng bị cộng đồng mạng chữ sắp mặt. Rồi cái quay lại cho cái ông gọi là cái đại gia mà thu mua nông sản cũng tránh được cái gì. Bị cộng đồng mạng họ chửi ngu nữa. Đó. Cứ lên đó mà tổ chức cưới. À, rồi thế này thế khác, cuối cùng là làm trò cười thiên hạ. Đã lớn như vậy rồi, túi đấy cũng đã gần đất xa trời rồi. À, vậy mà để cho người ta bảo rằng trời ơi, ông này sao già mà còn dạy thế. À, con cháu đó nghe không biết có đau lòng hay không. Chứ thật sự khi mà người ta kết luận một vấn đề đấy cực kỳ quý vị, cực kỳ sốc đó.